Em làm ở dịch vụ kế toán á, thì những cái công ty mà thuê em làm á là những công ty đó là công ty nhỏ, Dạ đúng rồi. nên nó làm là hai cái sổ sách, nên đầu vào của em á là có cái á là có hóa đơn và có cái không có hóa đơn, nên tụi em làm giá thành rất là khó làm. Ví dụ như để làm ra một cái chai xịt mũi này đi, là nó cần, đố em nhìn trên đây, nó cần những cái nguyên liệu gì nè? Rồi, thứ nhất là cũng phải cần Nhìn vô chai xịt mũi à, nguyên liệu gì? cần vỏ chai nè, Ừ, cái nóc nè, vòi, ừ, cái vòi nè, rồi có cái bình nè, bình. và cái nướng nè, muối nè, đúng không? Thì nếu á mà toàn bộ mà nó có hóa đơn hết của mấy loại mà em vừa nói á, những cái mà em vừa nói người ta gọi là nguyên vật liệu. Dạ đúng rồi. Nếu mà nó có hóa đơn hết thì em tính giá thành mới đúng được. Còn ở đây á Định không có định mức, mà là nếu hồi nãy em liệt kê ra bốn loại nguyên liệu, nếu mà nó có hóa đơn hết thì có phải là em làm giá thành nó mới đúng không? Còn đằng này á là cái công ty mà thuê dịch vụ em làm á, bốn loại nguyên liệu đó nó chỉ có hai loại nguyên liệu có hóa đơn thôi, hiểu không? Ví dụ như cái nắp với lại cái vòi thôi, hai cái này có hóa đơn thôi, thì theo em có tính giá thành được không? Đó Dạ cái khúc đó tính giá thành nó không có cái nước muối, nó không có cái chai thôi mà tính giá thành. Em hiểu ý tôi nói không? Nên cái khúc đây á, là làm với nó làm lụi thôi, nhìn vô nó không cái đúng. Hiểu ý tôi nói là cái trường hợp thứ nhất là được không? Nên khúc đây tụi em tính giá thành là tụi em tính tính tầm bậy, có nghĩa là tụi em dựa vào hóa đơn đầu ra, tức là trong tháng đó người ta xuất ra 10 cái chai này, từ 10 cái chai này tụi em mới quy ngược lại cái nguyên liệu của cái nắp chai và của cái vòi dựa trên định mức một cái chai này là nó bằng mấy mấy cái vòi và mấy cái nắp, đúng không? Hiện tại dịch vụ kế toán đang làm vậy á. Đây tôi mở cho em xem nè. Đi ra ngoài đi, nó đi ra ngoài. Đây, tụi em đang làm dịch vụ kế toán toàn bộ là theo định mức giống vậy nè. Dạ đúng Đây, tôi ví dụ cho em xem nè. Để tôi gửi cho em file này. Rồi ví dụ như em dồn những cái file này, đây là công ty dịch vụ kế toán đang làm, định mức này là để làm ra một sản phẩm, là ví dụ như là để làm ra một cái sản phẩm thì nó bao gồm những cái loại nguyên liệu này,
Đây, những cái loại nguyên liệu này. Và đây là những cái thành phẩm, đây là ba cái thành phẩm để làm ra cái vỏ chai dầu gội thì nó cần là chất đóng rắn, là đó, đó, mấy cái này rồi, hiểu không? Và mấy cái này là tự tụi em bùa luôn, tự tụi em bùa. Bây giờ quay lại cái bài toán là cái này, thì nếu mà cái em mà lỡ vô mà nhận dịch vụ kế toán của cái công ty này nè, thì em tìm hiểu rõ là cái chai nước này nãy nó có bốn cái loại nguyên liệu đó, thì 100% cái đầu vào của em nó phải có bốn cái tờ hóa đơn của cái này thì em mới làm được giá thành. Còn bây giờ đặt cái tình huống nó chỉ có hai cái nắp và cái vòi thôi, nó có hóa đơn thôi, thì làm sao em tính được giá thành, làm sao em xây dựng được cái bản tính định mức này? Cái khúc này em, tại vì cái chai này nè, đôi lúc em đang làm dịch vụ kế toán ở một công ty á, em cũng không biết cái sản phẩm đó là gì luôn, em cũng chưa bao giờ gặp cái sản phẩm đó là gì luôn, nên em không cái tưởng tượng ra được cái nguyên liệu nó gồm những cái gì. Đó là cái dở của người làm dịch vụ kế toán. Em làm dịch vụ kế toán á, em không có hiểu sâu. Em làm dịch vụ kế toán á, em chỉ biết về khai báo thuế thôi. Nên nếu em làm dịch vụ kế toán á, thì tôi nghĩ em làm là cũng chừng một năm thôi. Em nghỉ, em qua công ty full time. Tại khi mà em làm một năm, em đã biết lập báo cáo chính và biết quyết toán thuế rồi, thì em nên nghỉ và em làm full time ở một công ty mà là công ty bài bản đó nha. Mà hiện tại là tìm công ty bài bản đó là khó, tại cái công ty bài bản đó là những cái công ty nó không phải kiểu gia đình, nó làm nó có quy trình bài bản, nhưng mà hiện tại ở Việt Nam của mình rất là khó, là những cái công ty lên sàn thôi. Ví dụ em làm ở Vinamilk quá bài bản đúng không, em tự nhiên em đang làm dịch vụ kế toán em vô những cái công ty như vậy cái em bị sốc liền. Hay là từ em làm ở những cái công ty mà hệ thống một sổ nó bài bản á, cái em qua dịch vụ kế toán là đôi lúc em cũng bị sốc, là hiểu không? Thấy hai môi trường nó khác nhau là bị sốc. Như vậy bây giờ mà em làm dịch vụ kế toán công ty này, em tìm hiểu nó quá rõ ràng là chai nước cái này, chai nước xịt mũi này quá rõ luôn. Như vậy khúc mà định mức ở đây này, em ghi là nắp chai và em ghi là cái vòi, và cái này đơn vị tính, đơn vị tính của em, đây là cái, đây là cái, và cái sản phẩm của em là cái chai. Thì sản phẩm của em là chai thì cái định mức của em phải là số 1 đúng không, hiểu không? Như vậy là đúng hay sai? Nếu mà em định mức như vậy là đúng hay sai nè? Đúng, em định mức như vậy là đúng, đúng thực tế. Nó À, chỉ một cái chai thì cần một cái nắp và một cái vòi. nó chỉ đang thiếu là cái nước, rồi 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 cái gì nữa, cái bình Cái bình. đó, nó thiếu hai cái này, nó thiếu hai cái này. Thì theo em nha, em vô một cái công ty mà nó sản xuất chai nước này, em chỉ làm định mức như thế này thôi, chứ em không thể nào mà em bùa cái định mức của mình này lên hai nữa. Em đồng ý quan điểm tôi không? Rất là vô lý, cái cục chai này sao mà cái này hai được. Nhưng hiện tại á là mấy cái số liệu đây nè, là do cái sản phẩm của tụi em làm á nó không có rõ ràng cái chai nước này, nên mấy anh bùa ở chỗ này nhiều lắm, hiểu không? Anh bùa ở chỗ này là anh đưa cái định mức này cao lên nè, đúng không? Cao lên rất tốt. Em có công nhận tôi là mấy ảnh đưa cái định mức này nó cao hơn thực tế không? Cao hơn thực tế để nhân cho số lượng sản phẩm nó ra cái 621 nó nhiều. Em có công nhận tôi không? Mấy ảnh xây cái này nè là nó cao lên, nó cao càng tốt. Vì sao? Vì sao? Vì tại vì cái hóa đơn đầu vào của máy ảnh đó, nó chỉ có hai cái này thôi, nó chỉ có hai cái này. Mà nếu mà máy ảnh mà xây thực tế một một như thế này á,
thì cái chi phí nguyên vật liệu 621 đó nè, nó rất là thấp. Em có hiểu ý tôi nói không? Hình dung lên chưa? Nên là những công ty dịch vụ mà đang làm giá thành đó là làm không có theo thực tế, nên nó không có đúng. Mà nếu tôi là một ông thuế là tôi bác cái giá thành luôn. Tức là khi mà tôi tìm hiểu á thì tôi thấy cái cách tính giá thành của anh là tôi bác. Vì sao tôi bác? Thì em để ý nè, nếu mà em làm cho công ty sản xuất á nếu em làm cho công ty sản xuất thì theo em cái tài khoản 154 này nè, nó có số dư cuối kỳ không hả? Một một năm 154 cái tên đó là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, là những cái sản phẩm dở dang đấy, những cái sản phẩm mà chưa hoàn thành đó. Thì theo em những công ty sản xuất cuối mỗi tháng nó có sản phẩm dở dang không? Có. Ủa sao em nói không nghe? Có thôi. Ừ. Như vậy những cái anh nào mà dịch vụ kế toán mà làm công ty sản xuất đó, mà nó không có sản phẩm dở dang rồi là những anh đó làm lụi. Làm lụi ở đây tức là nhìn vào biết luôn. Đúng rồi, thường em thấy có những cái là vô là ý là đầu kỳ cuối kỳ là 154 là sạch luôn á. Thì đó, thì em làm lụi vậy, tôi là ông thuế tôi vô tôi hỏi cái vậy là giá thành anh làm lụi đúng không? Thì đúng rồi, kiểu đó là cái sổ sách của anh nó sai rồi, sao mà kiểm tra nữa, tôi ấn định Đấy, thuế luôn. em thắc mắc là tại sao mà cái 154 nhiều khi là không có luôn. Thì đó, thì bởi vậy nên tôi mới khuyên em mà làm cái công ty dịch vụ kế toán á là làm tùm bậy không à, nên em làm á em cảm thấy là nó, em làm dịch vụ kế toán đó là em không kiểm soát được nghiệp vụ phát sinh cho công ty, em không có am hiểu tường tận công ty, nên đó là em làm chủ yếu là thuế thôi. Dạ đúng rồi. Mà em làm chủ yếu là thuế nhưng mà là với vai trò của một người thuế là người ta cũng kiểm tra cái tính có thực của nghiệp vụ, chứ không phải là làm thuế là làm sao, làm thuế tức là nghiệp vụ cũng phải là có thật, hiểu không? Nên đôi lúc mấy trường hợp em mới gặp mấy cái trường hợp là hóa đơn bất hợp pháp. Hóa đơn bất hợp pháp tức là hóa đơn không có thật, đúng không? Nên làm sao ông thuế ông mới thông báo những cái công ty này là những công ty bán hóa đơn, hiểu chưa? Nên là ví dụ em nhận cái công ty nào mà em có những cái hóa đơn đó mà bị ông thuế ông mời lên thì có phải là ông đang cái nói những cái hóa đơn này là hóa đơn bất hợp pháp không? Hóa đơn bất hợp pháp là hóa đơn không không có thật, hoặc là em mua hàng của công ty A mà em lấy hóa đơn của công ty B thì cái đó là bất hợp pháp, tức là không có thật, là không có xảy ra, nên ổng sẽ loại những cái hóa đơn không có thật ra, hiểu chưa? Nên ổng mới thông báo cho em đây là những cái hóa đơn bất hợp pháp, anh phải ngay lập tức kê khai bổ sung ngay và luôn. Còn nếu mà những cái hóa đơn bất hợp pháp mà em cố tình em kê khai mà sau này người ta xác minh đó là hóa đơn bất hợp pháp thì cái tội của nó nặng hơn. Rồi. Như vậy về cái định mức nè. Đố em, nếu mà em làm ở một công ty á thì cái định mức đây nè, nếu mà làm full time một công ty luôn nha, thì cái định mức này kế toán có xây dựng được không? Được chứ thầy, tại vì nếu mà làm trực tiếp ở công ty thì mình sẽ biết được là chính xác cái nguyên liệu nó nhập vô bao nhiêu. Còn khi mà Nhưng đúng rồi, nhưng mà em có xây dựng được định mức không? nó thiếu thì cũng đâu có xây được. Tôi nói công ty một sổ đi, mình không có nói công ty hai sổ. Công ty một sổ tức là không không có phụ thuộc vô hóa đơn.
tức là có đơn hay không có đơn nó vẫn ghi vào sổ sách hết, hiểu không? Tức là mới gọi là thực tế. Bây giờ mình hiểu cái vấn đề thực tế vậy đi cho dễ, là có nghĩa là, tức là tôi đang dạy cho em là theo thực tế luôn nha, tức là một sổ luôn á, cho em dễ hình dung chứ không thôi là em lẫn lộn, em không cái mường tượng ra được đúng sai như thế nào. Có nghĩa là nếu mà tôi làm hệ thống một sổ là tôi không cái phụ thuộc vào hóa đơn, nó có chứng từ là tôi ghi sổ. Còn cái vấn đề hóa đơn á là để chỉ phục vụ cho cơ quan thuế thôi, tức là nghiệp vụ đó mà không có hóa đơn thì chi phí đó thuế sẽ không có chấp nhận là chi phí hợp lý hết, chỉ vậy thôi, chứ không phải là không có hóa đơn là anh không được quyền ghi vào sổ sách. Không phải không có hóa đơn nhưng mà thực tế tôi chi tiền thì tôi vẫn ghi vào sổ sách, hiểu không? Cái hóa đơn chủ yếu là để khấu trừ thuế. Đúng rồi, hóa đơn là để khấu trừ thuế và được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp hết, nó chỉ như vậy thôi, được chưa? Đây bây giờ quay lại bài toán này, nếu mà em làm tại công ty mà sản xuất á thì cái bảng định mức như thế này nè, là em có xây dựng được không, kế toán xây dựng hay là ai xây dựng? Không, kế toán không xây dựng được, kế toán đâu có am hiểu về cái sản phẩm đâu thì sao thì xây dựng. Ví dụ em làm cái bàn đi, em phải hỏi cái người trực tiếp làm cái bàn, cái người ông thợ đó, mỗi người nó có một chức năng chứ không phải kế toán cái gì cũng làm, mình phải hiểu Thế là vậy. mình Cái sẽ hỏi những cái mảng khác mình phải hỏi, mình tác nghiệp với người ta, mình nói ờ anh ơi công ty mình sản xuất cái bàn đây nè thì cái định mức nó như thế nào, anh cho em cái bảng định mức được không, hiểu không? Chứ tự nhiên kế toán biết gì mà xây dựng, không phải cái gì kế toán cũng làm, hiểu chưa? Mình bắt buộc là phải có cái bảng định mức này nhưng mà kế toán không có làm, những người có liên quan người ta làm. Ok, chứ bây giờ em biết cái bàn bao nhiêu mét, dài rộng bao nhiêu mét làm sao mà em xây, không xây được, mình không có xây được nhưng nha. mà em thì cái bên công ty kia là họ sẽ cung cấp cái ví dụ như là cái chai đó là cần bao nhiêu như thế nào đó, rồi Người sau ta đó là em sẽ lập cái bảng đó đúng rồi, người ta phải, bây giờ người ta phải xây dựng định mức cho sản em, xuất, dù là bên sản xuất là sẽ cung cấp. nhưng mà đó là em làm full time tại một công ty mà hệ thống một sổ. Còn nếu mà em làm dịch vụ kế toán á thì người ta đã làm hai sổ rồi thì cái bảng này là ai làm? Kế toán tụi em làm đúng không? Đúng không? Em có công nhận đúng không? Thì em thấy có cái trường hợp đó là làm sau đó lại còn so sánh lại với bên kế toán nội bộ bên kia nữa. Bây giờ như vậy, như thế này nha, tôi đố em cái trách nhiệm của người làm dịch vụ kế toán là gì và trách nhiệm của đơn vị thuê tụi em là gì, tôi đố em có trả lời được không? Trách nhiệm của tụi em là gì và trách nhiệm của khách hàng là gì? Công việc nào tụi em làm và công việc nào bên khách hàng làm, em có biết không? Nếu mà em tự làm, em có dám đảm bảo là cái đó nó đúng không? Tôi đang phân tích cho em, tại vì đôi lúc tụi em làm dịch vụ kế toán á, tụi em không biết được khi mà ví dụ như xảy ra tranh chấp đi, xảy ra tranh chấp là ra tòa đó, thì cái nào là em, cái nào của người ta, tụi em không biết luôn. Bây giờ hiện tại tụi em không biết, em có công nhận không? Bây giờ quay lại bài toán này nè, Cái gì cũng làm đó, bây giờ quay lại bài toán này nè, xây dựng cái này ai làm, nếu đúng ra là ai làm? Khách hàng làm. Khách hàng phải ký ở đây nè, tụi em không có ký, tụi em không có ký gì ở đây. Ủa bây giờ trách nhiệm của dịch vụ kế toán là gì, thì đầu tiên á, em phải đọc trong cái hợp đồng, là cái hợp đồng dịch vụ kế toán á, không biết cái công ty em làm á, có đủ ngành nghề không à? Tôi không biết à. Muốn làm được dịch vụ kế toán á là công ty em phải có hai chứng chỉ hành nghề kế toán, hiểu không? Từ lúc công ty em tôi nghĩ không không đủ luôn.
Còn những cái đại lý thuế á thì cũng không có được làm dịch vụ kế toán đâu. Ok, người ta chỉ làm khai báo thuế thôi. Như vậy quay lại cái vấn đề định mức này, 100% là khách hàng làm. Nhiệm vụ của tôi là dựa vào chứng từ mà anh cung cấp cho tôi, những cái chứng từ đó tôi không chịu trách nhiệm về tính có thực. Tức là cái anh đưa tôi 10 cái chứng từ, 10 cái hóa đơn, tôi không đảm bảo 10 cái hóa đơn này là có thật. Vậy là cái tính có thực của cái nghiệp vụ đó là khách hàng chịu, chứ tôi không có chịu. Rồi em phân biệt được cái nào? Dịch vụ kế toán là tôi làm, tôi dựa trên chứng từ mà anh cung cấp, chứ tôi không cái tự làm chứng từ cho anh. Hai khác nhau à? Anh, tôi làm chứng từ cho anh, giống như bây giờ em đang làm, tôi nghĩ tụi em làm bảng lương cho người ta luôn, là không có đúng đâu. Tụi em làm bảng lương, Em thấy bên em là bảng lương là kiểu như bảng lương thống á, thì đó ý là mình tự làm sao cho nó hợp lý để mà đóng thuế thôi. trời, như thế nào gọi là hợp lý? Bây giờ mai mốt ra tòa kêu cái bản lương này ai làm, kêu là Em tụi em thấy là mấy bạn như là tự làm sao mà cho nó hợp lý để đóng cái bảo hiểm xã hội không có hợp xong. lý, không có hợp lý nha. Tôi nhắc lại là tụi em làm, tụi em kê tùm lum tà la, ủa lương là của doanh nghiệp mà, tụi em biết gì mà tụi em làm. Bởi vậy tôi mới nói là trách nhiệm của tụi em là gì và trách nhiệm của người ta là gì. Ở đây tôi đang nói để cho em hiểu rõ được những cái rủi ro mà em gặp, hiểu chưa? Còn cái vấn đề mà thực tế tụi em đang làm vậy là sai, Dạ đúng rồi. nhưng mà tụi em vẫn làm cái đó, là tôi nói để cho em hiểu được, em biết cái đúng cái sai, chứ không phải là tôi nói thầy nói như vậy sao công ty em nó đang làm em... cái đó tôi đang nói để cho, Em cũng thấy là nó cũng hơi vô lý thiệt. tôi đang nói để cho em biết được là nó đang bị sai, để cho em biết, chứ không phải người ta nói a là em ạ, hiểu chưa? Mà nhiều khi còn làm cái sổ sách, ý là thống thống cái kiểu như là bà báo cáo tài chính rồi cái kiểu đây cũng mang ngân hàng nó làm lụi không. Thì đó, thì bởi vậy nên tôi mới nói em mai mốt, tại tụi em chưa cái đụng tới cái vấn đề mà ra tranh chấp ở ngoài tòa thôi, ra tranh chấp ngoài tòa bây giờ mới ổng nói nè. Ủa bảng lương này tôi đâu cái cung cấp cho tụi anh đâu, mà sao tụi anh có bảng lương hay vậy? Lúc đó tụi em nói thì sao? Em trả lời cái câu đó được không? Tôi nhớ là mỗi lần mà bàn giao chứng từ nó có biên bản bàn giao hết. Tôi nhớ là tôi bàn giao cho anh 10 hóa đơn đầu vào, 10 hóa đơn đầu ra. Tôi đâu bàn giao hợp đồng hay là tôi đâu bàn giao bảng lương đâu. Mà tự nhiên có mấy cái bảng lương này là sao tôi biết? Đó là trách nhiệm của tụi anh. Lúc đó tụi em nói thì sao? Tụi em đâu nói được, hiểu không? Lúc đó là tụi em thấy lỗi của tụi em chưa? Nhưng mà có cái tình huống này á, là khúc này á, là tụi em lập cái bảng lương đồ đó, tụi em kêu người ta ký. Nên cái khúc đó tụi em nói á, là anh ký cho anh bảng lương là anh lập cho ai lập? Cái đó là tụi em biện luận theo cái kiểu là chữ ký của người ta, mặc dù tụi em lập nhưng mà là chữ ký của người ta, em hiểu không? Nhưng mà khúc đó người ta mới đưa ra một cái bộ hồ sơ bàn giao chứng từ, là khúc đó trong bộ hồ sơ bàn giao chứng từ hàng tháng là nó không có bàn giao bảng lương. Ok thôi được rồi, cái đó vấn đề đi sâu lắm nên bây giờ tôi chỉ dạy em giá thành thôi cho em hiểu nè. Bây giờ giờ hôm nay đây là về cái những cái công ty dịch vụ kế toán đang làm đây, em dòm nè. Từ cái này, đây là nguyên vật liệu, công ty là làm ra 3 sản phẩm. Đây số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ nè. Vỏ chai, chổi, hộp nhựa nè. Tôi đố em cái sản phẩm hoàn thành trong kỳ này nè, là hiện tại tụi dịch vụ kế toán em đang làm á, là dựa vào hóa đơn đầu ra. Được chưa? Ví dụ như tháng đó cộng hết lại hóa đơn của vỏ chai dầu gội đó, cộng hết lại thì nó ra cái số lượng bao nhiêu này. Rồi hiểu không?
Như vậy nếu mà dựa vào hóa đơn đầu ra mà ghi cái này thì đúng hay sai? đầu ra à? Thì bây giờ trong đây nè, muốn tính được giá thành em phải có số lượng sản phẩm hoàn thành trong cái tháng đó. Thì bây giờ số lượng sản phẩm hoàn thành trong đó là trong tháng đó là vỏ chai nè, chổi nhựa nè, hộp nhựa nè, nó có số lượng vậy nè. Thì theo em cái số lượng này tụi em đang làm dịch vụ kế toán á là dựa vào đâu để có cái số lượng này? Dựa vào đâu? Hóa đơn bán ra Đúng rồi, tụi em đang làm là dựa vào hóa đơn bán ra. Vậy là dựa vào hóa đơn bán ra để mà ghi số lượng sản phẩm hoàn thành trong tháng là đúng hay sai? sai, tại vì nhiều khi nó còn cái dở dang nữa. Dở dang là khác, sản phẩm hoàn thành là khác, hai cái khác nhau. Tức là anh sản xuất ra nhưng mà anh đâu bán hết, Tồn kho nữa. đúng không? Nên cái đây mà khi mà ông thuế, tôi mà làm thuế, đầu tiên tôi hỏi anh cho tôi bản tính giá thành, rồi bắt đầu đưa bản tính giá thành này ra. Cơ sở nào anh xây dựng mấy cái này là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh có biết sản phẩm của anh á là nó gồm những loại nguyên liệu được không? Anh có thấy mặt mũi sản phẩm của anh không? Nó kêu em không biết cái sản phẩm của em là gì luôn. Anh không biết sản phẩm của anh vậy, anh cơ sở nào anh xây dựng được mấy nguyên liệu này? Em có hiểu ý tôi nói không? Người ta chỉ cần nói cho tôi xem sản phẩm của anh thôi. Dạ em không có. Vậy sao mà làm? Em hiểu không? Em không hiểu về sản phẩm sao em xây dựng được định mức? Một cái câu hỏi rất là bình thường thôi. Em không hiểu sản phẩm lấy gì em xây dựng định mức? Em nói tôi nghe đây. Chắc chắn là tầm bậy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ mấy số liệu này anh dựa vào đâu? Dạ em dựa vào hóa đơn đầu ra. Rồi tôi nói tiếp. Ủa anh dựa vào hóa đơn đầu ra, chẳng lẽ là sản xuất ra là bán hết à? Cho tôi xuống kho tôi xem. Tôi đang chỉ em cái cách mà ông thuế không làm luôn. Cho tôi xuống kho tôi xem đi. Xuống kho, có dám dắt dắt xuống không? Không. Đó Không dắt, là dắt công ty. không dắt xuống. Bây giờ ông mò mò ông xuống luôn chứ hả? Ông mò mò ông xuống gặp thủ kho. Ông nói ủa mấy cái mà để trong kho tức là sản phẩm hoàn thành đúng không em? Dạ đúng rồi. Vậy chứ quên luôn. Nên tụi em làm nó không có đúng, nên tôi nói đi. Nên bởi vậy khúc mà học Em khúc mà còn không có xuống công ty luôn, toàn là bên nội bộ chuyển qua chứ còn không biết cái gì luôn chứ. nên dịch vụ kế toán ở Việt Nam mình làm mắc cười, làm tầm bậy. Nhưng mà có những cái công ty á, tại vì đối tượng khách hàng của tụi em á là đối tượng khách hàng công ty Việt Nam. Nếu mà em có làm dịch vụ kế toán ở những cái công ty mà là Nhật Bản á nha, tôi cũng có mấy học trò dạy là nó làm dịch vụ kế toán toàn công ty Nhật luôn, nên số liệu nó đúng luôn chứ không phải là làm hai sổ, nó làm một sổ. Rồi bây giờ nếu mà sau này mà em làm ở cái công ty full time á thì đố em cái số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ này em kêu ai cung cấp biết không? Không phải kho, bộ phận nào? Bộ sản xuất à? Đúng rồi, bộ phận sản xuất. Em phải lập ra cái mẫu biểu giống như này nè, số lượng số thứ tự nè, tên thành phẩm nè, đơn vị tính là số lượng, kêu người ta cung cấp được không? Cung cấp vào cuối mỗi tháng và có chữ ký đàng hoàng chứ, tự nhiên người ta ký người ta mới nói đảm bảo là mai mốt còn nói chuyện với nhau chứ, hiểu chưa? Chứ anh cứ anh cung cấp mà anh trả có ký tá thì sao số liệu này đúng được? Không có đúng. Ok không? Tụi em làm dịch vụ kế toán, tụi em đang sử dụng phần mềm hay Excel? Mềm mà. Mà mai mốt tụi em in phiếu chi ra chả thấy chữ ký của ai Dạ luôn. đúng rồi, phiếu chi là thường cứ in ra xong rồi bắt đầu làm ký thôi chứ còn Em đâu bên ký, tụi em đâu ký đâu, bên bên gì ký
em đưa về cho người ta, nhưng mà bên đó người ta không trả ký luôn, mới muốn quý tốn thuế xuống hồi phiếu chi không thấy chữ ký gì hết. Vậy đâu đúng được, chưa ký thì lấy gì nghiệp vụ xảy ra để mà làm, hiểu không? Một cái nghiệp vụ em ghi nợ 642 có 111 mà phiếu chi không có chữ ký giám đốc, không có chữ ký thủ quỹ thì nghiệp vụ đó đâu có thật đâu. Đó, mấy cái rất là sơ đẳng như vậy thôi. Rồi đây ví dụ như là nó có số lượng sản phẩm hoàn thành ở đây, thì từ đây nè chú đầu là ảnh bắt đầu ảnh tính giá thành này, bắt đầu em xem nè, đây đây là bảng tính giá thành của ảnh nè, em xem bảng tính giá thành nha. Đây đây là cái sản phẩm hoàn thành này, đây đây là cái nguyên nè, mấy cái đây này 6 nguyên liệu này, 1 2 3 4 5 6, rồi 6 nguyên liệu này, đây nó chính là 621 nè, thấy không? Đây là ảnh ra toán là nợ 152, nợ 621 có 152 đó. Rồi thì ảnh làm sao đây, bắt đầu em xem nè. Đây là sản phẩm nha. Rồi em mới coi nè. Đó, em thấy nè, dòm để ý nè. Cái bảng này tôi gửi cho em rồi. Nè, em dòm nè. Em thấy em nó lấy cái số lượng sản phẩm hoàn thành nè, là số lượng trên hóa đơn đầu ra, nó nhân cho cái định mức này, thấy không? Nó bằng, nó tương tự như là cái này đó, chỗ nhựa nè, tôi đang tính cái chất chất đóng rắn đó nha, em giờ em kỹ lại nè, chất đóng rắn là tôi đang tính cái chỗ một là nguyên vật liệu này nè, thì chất đóng rắn của vỏ chai dầu gội nè, bây giờ kỹ nè đó, thấy không? Rồi tương ứng như vậy là cái chỗ nhựa này đó, cái chỗ nhựa nó cũng đang nằm ở chỗ chất đóng rắn này, thấy không? Rồi hộp nhựa nè nó đang nằm ở cái chỗ chất đóng rắn này, thấy không? Ok chưa? Rồi như vậy đây là số lượng nè, thành tiền, thành tiền thì khúc này nó sẽ bằng là đơn giá thôi, được chưa? Đơn giá ở đây sau này mà em làm ở trong công ty của mình á, nó chính là bảng tổng hợp nhập xuất, nhập xuất toàn. Một chắc kiến thức của em chắc quên hết rồi quá. Thôi được chưa? Bây giờ như thế này nha. Ok, bây giờ tôi sẽ dạy lại cho em, nó mất thời gian như thế này. Bây giờ nè, khi mình xuất kho, ví dụ nha, tôi nói ví dụ đây, ví dụ như bây giờ là ngày 1 tháng 1 2022, công ty em mua cái mặt hàng A, đây là nguyên liệu nha, nguyên liệu A. Rồi nguyên liệu A nè, số lượng nè, đơn giá nè, thành tiền nè. Ví dụ như là nguyên liệu A này số lượng là 10, đơn giá là 10.000 thì thành tiền đây. Rồi ngày 3 tháng 1 2022 em cũng mua nguyên liệu A số lượng là 20, đơn giá 12.000, ở đơn giá này 100.000, đơn giá này 120. Rồi đây là tháng 1 triệt 2022, bây giờ đầu kỳ nè, đầu kỳ của nó là nó có là số lượng nè và đơn giá nè, thành tiền nè, số lượng là 5, đơn giá là 90. Rồi đây đây là nguyên liệu A nha. Như vậy bây giờ qua ngày 5 tháng 1 2022 là
ngày 5 tháng 1 là em xuất nè, xuất là nguyên liệu A, em xuất là 15 đi, thì cái đơn giá chỗ này nè sẽ là bao nhiêu? Rồi hiểu ý tôi nói thế này chưa? Vậy bây giờ về cách mà tính đơn giá xuất kho á, ra là cái đơn giá này, cái tính đơn giá xuất kho á, thì nó có mấy cái phương pháp như sau này. Phương pháp thứ nhất á là FIFO, là nhập trước xuất trước. Phương pháp thứ hai á là phương pháp về bình quân gia quyền, thì ở đây nó có là cuối tháng và mỗi lần xuất kho. Tức là bình quân giao quyền của mình nó có hai phương pháp, là cuối tháng tính một lần, cuối tháng tính và mỗi lần xuất kho tính. Cái phương pháp thứ ba là thực tế đích danh. Rồi cái này là ít sử dụng, cái này mới sử dụng nhiều rồi. Tụi em làm dịch vụ kế toán là tụi em hay sử dụng cái này thôi. Rồi ok không, nói tiếp. Ok chưa, tôi nói tiếp. Rồi bây giờ FIFO nghĩa là sao? FIFO là nhập trước xuất trước. Rồi FIFO là nhập trước xuất trước. Thì đây em dòm nè, nếu mình áp dụng FIFO á, thì ví dụ như đây là mình xuất 15 nè, thì mình lấy những cái áp dụng FIFO nha, là nhập trước xuất trước, tức là những cái nguyên liệu nào mà nó có trước thì tôi xuất ra trước. Như vậy ở đây nè, 15 đây nè, là theo em xuất cái nào trước nè? Ok. Xuất Cái cái nào? đầu đầu tiên. Vậy là xuất máy trước nè, Đầu. xuất máy trước. Xuất đơn giá 90 với lại 100 trước. Vậy là xuất năm trước, xuất năm của cái đầu kỳ tương ứng với đơn giá này. Hết cái năm này xong rồi mình mới lấy cái 10 này. Rồi. Nghĩa là 10 và đơn giá bao nhiêu? 100. Rồi, cái đây gọi là FIFO, hiểu không? Rồi, bây giờ mình qua cái bình quân giao quyền cuối tháng nè. Bình quân giao quyền cuối tháng á, ví dụ đây mình đang làm tháng 1, thì tháng 1 ở đây nè, thì nó có thể nó xuất kho nguyên liệu A trong tháng nó xuất 5 lần được không? Thì mỗi lần xuất như vậy nó không có tính đơn giá, mà nó đợi cuối 31 tháng 1 thì 2022 nó tính đơn giá một lần, rồi nó lấy cái đơn giá đó nó áp cho năm cái lần xuất đó, Chia bình quân ra. không không có bình quân. Tức là bình quân giao quyền cuối tháng, tức là cuối tháng nó tính đơn giá một lần, còn cái cách tính thì tí nữa tôi sẽ tính cho em. Như vậy trong tháng nó xuất 5 lần thì mỗi lần xuất á, nó không có tính đơn giá, mà nó đợi cuối mỗi tháng nó tính. Thì cái cách tính thì tí nữa tôi nói. Như vậy 5 lần xuất như vậy á thì cái giá nó giống nhau, cái giá xuất giống nhau, nó lấy cái giá xuất bình quân giao quyền cuối tháng nó áp cho 5 lần xuất đó, gọi là bình quân giao quyền cuối tháng, hiểu không? Vậy bây giờ tôi tính nè, bình quân giao quyền cuối tháng, cái công thức của nó, công thức của nó nè, là nó sẽ bằng trị giá tồn đầu kỳ của cái mặt hàng đó cộng trị giá nhập trong kỳ của mặt hàng đó chia số lượng tồn đầu của mặt hàng đó cộng số lượng nhập trong kỳ của mặt hàng đó.
Rồi. Rồi công thức này ok chưa? Vậy bây giờ em ví dụ đi, áp vô cái bài này. Áp vô cái bài này. Em tính giùm tôi đi, em đọc số đi. 450 cộng cho 3,4 ha, 3,4 Chia chia cho 35. chia cho 5 cộng 10 cộng 20 5 đúng cộng không? 10, 2, dạ 35. Đó. Thì nó lấy cái 110 nè. Nó mới đưa vô cái dấu hỏi đây nè, được không? Đó, gọi là đơn giá mình quân giao quyền cuối cuối tháng là như vậy được không? Ok. Còn đơn giá mình quân giao quyền cho mỗi lần xuất kho tính á, thì cái công thức của nó em thử đọc coi nó bằng cái gì nè. Em nó giống cái gì như là cuối tháng thôi, nhưng mà mình sửa lại một tí thôi, nó bằng cái gì nè? Nó giống như bình quân giao quyền cuối tháng, nhưng mà bây giờ là mỗi lần xuất kho. Có nghĩa là ví dụ như trong tháng 1 của em nè, em xuất kho 5 lần, thì mỗi lần xuất kho em phải tính một cái đơn giá xuất kho rồi, được chưa? Có phải là nếu mà cái mặt hàng của em là nó xen lẫn giữa mua rồi xuất, rồi mua rồi xuất, rồi mua 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 rồi xuất, đúng không? Như vậy mỗi lần xuất kho là phải tính đơn giá. Vậy bây giờ công thức đi, em thử đọc coi. Trị giá gì? Tồn đầu kỳ của mặt hàng đó Cộng. cộng trị giá nhập trong kỳ của mặt hàng đó chia cho Chưa số chưa 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 cái chỗ này chưa. Nếu mà em tính bình quân giao quyền cho mỗi lần xuất kho thì ngày 5 tháng 1 này em phải tính. Ngày 5 tháng 1 em phải tính giá xuất kho. Cứ mỗi lần xuất kho là tính cái đơn giá. Như vậy trị giá nhập ở đây là trị giá nhập trong kỳ của mặt hàng đó trước ngày. ngày 5 tháng 1. Đúng rồi, rồi trước ngày xuất. Được chưa? Chạm xíu không ghi đó hả? Ghi đây, tí nữa tôi cũng ấy, em cứ em ghi đi cho thuộc, rồi tí nữa tôi gửi này lại cho. Rồi Rồi để em nói đi, bằng cái gì? nó sẽ bằng 450 cộng cho Nói chung nó giống cái trên đi hình, y trên luôn. đúng không? Nhưng mà bây giờ đặt cái tình huống đó, nó y hệt như cái trên luôn, không khác nha. Nhưng mà đặt bây giờ đặt cái tình huống là bây giờ là ngày bạn, ví dụ khi mà em tính ngày 5 đây nè, là em đã tính được cái số lượng xuất kho, thì em phải tính được cái tồn tồn cuối ngày 5, hiểu biết được không? Yeah. Để nó trở thành cái gì? Thành cái ngày 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 Để nó trở thành tồn gì? còn đầu kỳ Đúng rồi, vậy thôi. Ví dụ bây giờ nó qua ngày 6 tháng 1 nó có nhập được không? Và được ngày 7 tháng 1 nó xuất được không? được Như vậy khúc đây nè, tồn đầu là ngày 5 nè. Cộng cho nhập là ngày mấy? sáu. Rồi bài toán được giải quyết chưa? Dạ rồi, ok, hiểu hiểu rồi. Rồi, cái đó là mình quân giao quyền cho mỗi lần xuất kho. Rồi Dạ. cái vấn đề tiếp theo này là thực tế đích danh này. Theo em hiểu thực tế đích danh này sao nè? Mình hiểu thực tế đích danh này sao?
có nghĩa là Và theo em hiểu thực tế đích danh em có thấy áp nó như dụng, là cái thực tế áp dụng, nếu mà thực tế đích danh áp dụng á là áp dụng trong trong những cái loại hình mà công ty nào, ví dụ vậy. Thực tế đích danh là đầu tiên mình hiểu đó là sao đó đã. kiểu như là nhập nhiều xuất nhiều. Nhập nhiều chúng mình nhiều đâu phải. Em quên mất Bây giờ rồi, đầu em tiên quên nè, bây giờ đầu tiên là cái rồi. đầu tiên cái file four là dễ rồi đúng không? Nhưng mà em hiểu cái file four cái đó là về mặt trên sổ sách của em thôi. Nhưng mà ví dụ như trong kho á, nó có làm giống như em không, không biết à. Em có đồng ý quan điểm đó không? Tức là khi mà nó lấy hàng ra, đôi lúc cái thằng kho nó cứ nó thuận tiện cái nào mà trước mặt nó là lấy trước, mặc dù cái hàng đó nó mới nhập về, còn cái hàng nó nhập lâu rồi nó ở túc thò lò ở trong bên trong nó không chịu, nó lười biếng, hiểu không? Như vậy nếu mà xảy ra tình huống này là tôi phải xử lý lên kho, tại khúc đây em kiểm kê là em sẽ thấy cái hàng nó bị hết đát rất là nhiều, và khúc đây cái lỗi là lỗi của anh kho. Em có công nhận tôi điều này không? Rồi, cái đó gọi là FIFO. Còn thực tế đích danh á, thực tế đích danh tức là cùng cái chai nước này thôi, nhưng mà em mua 3 lần. Đây nè, ví dụ đây là em mua 3 lần là dòm này, mỗi lần đơn giá khác nhau là thấy không? Nhưng mà ví dụ như tôi mà lấy cái nguyên liệu này thì tôi phải lấy cái đơn giá này. Tôi lấy nguyên liệu này tôi phải lấy cái đơn giá này, gọi là thực tế đích danh, hiểu không? Hiểu không? Nhưng mà không có làm được, đâu có làm được đâu. Chỉ làm được khi nào, khi những cái mặt hàng đó phải theo dõi số lượng là một thôi. Ví dụ là cũng là cái chai này, nhưng mà em tạo ra ba cái mã hàng, hiểu không? Tức là cùng cái chai này thôi nhưng mà là ba cái mã hàng, và em theo dõi nhập xuất, em theo dõi nhập xuất tồn mỗi cái là số lượng một hết, hiểu chưa? Nó có làm được không? Không làm được. Và trong tình huống này nó chỉ áp dụng khi mà em mà làm ở công ty mà là bán xe ô tô á, hoặc là bán xe máy, thì những cái chiếc xe mà em mua nó có số khung số máy không? Mỗi chiếc xe là em chỉ theo dõi một dòng, em đồng ý quan điểm tôi không? Chứ không thể nào mà theo dõi là xe quay âm pha 100 chiếc được, không phải. Mỗi cái nó có một số khung số máy nên em theo dõi một dòng, thì cái lúc này gọi là thực tế đích danh, được chưa? Mua chiếc xe nào nó có cái đó. Rồi, như vậy là khi mà em làm dịch vụ kế toán á, là tụi em hay làm cái cuối tháng này nè, hiểu không? Nhưng mà có nhiều công ty mà tụi em làm dịch vụ kế toán, tụi em làm mà ví dụ như là ở năm 2023 nè, tụi em nhận một cái đơn vị là làm 4 năm, làm dịch vụ kế toán 4 năm, soát xét lại làm, tụi em tính cái đơn giá xuất kho, nhiều bạn đó làm biếng, không phải làm biếng mà làm theo kiểu gì, tính một năm một lần, tức là tính giá xuất kho theo năm, không phải là theo quý, theo tháng. Thù làm theo kiểu đó làm sao mà làm, có luôn, hoặc là tính theo quý luôn. Mấy bạn đang làm dịch vụ kế toán làm kiểu đó không có đúng, được chưa? Nhất là tụi em mà khi mà ở năm 2023 nè, mà tụi em nhận một cái dịch vụ kế toán mà làm 4 năm, là những công ty đó là có vấn đề, hiểu chưa? Lúc đó là tụi em làm sổ sách nó tùm lum, nhìn nó không, em tự làm và em tự cảm thấy nó không hợp lý, số liệu nó không có được ok. À không, vừa rồi có một công ty cũng 2 3 năm gì đó rồi đem đến cho làm rồi hóa đơn rồi chứng từ thiếu tùm lum hết nên là sếp cũng không có nhận nổi, không không xử lý được, và cái doanh nghiệp đó không đặt không không cái không này xử không không xử lý rồi trả lại hay là vẫn làm? không làm luôn, không nhận luôn đó. Đúng rồi.
Công ty đó kiểu là họ kêu là để cho giải thể luôn á. Ok rồi đó, ví dụ như anh này anh làm ra cái chỗ này xong rồi đây nguyên một mớ bong bong đây nè, nó tổng hợp lại đây nó chính là 621 nè, 621. Rồi bây giờ cái nhân công nè, em coi cái nhân công nè đó, mà hay làm như thế này luôn. Bây giờ là nhân công nó có con số này trước nè, nhân công tức là 622 và cái đây là 627. Rồi đó, nhân công là làm bảng trên bảng lương đó. Rồi tụi em canh, rồi tụi em ra những con số này, là con số này có trước, con số này nè là tụi em tự lập bảng lương á, hiểu không? Tụi em điều chỉnh như thế nào ABC tự bù phép này. Và cái ông 627 này nó chính là khấu hao nè, khấu hao máy móc thiết bị rồi nè, tiền điện nè. Đó, em nhập vô ví dụ em chỉ có là tiền điện với lại khấu hao máy móc thôi, đã ra được con số này đó, ra hai con số này. Rồi từ đó bắt đầu em mục tiêu của mình là tính giá thành, mục tiêu của mình là tính giá thành của ba ông này. Nhắc lại nè, mình muốn tính giá thành của công ty nào thì công ty đó nó có những sản phẩm nào thì mình tính giá thành của những sản phẩm đó, được không? Vậy đầu tiên khi mình làm ở công ty mình phải biết công ty mình nó có những cái sản phẩm nào, hiểu chưa? Rồi đây nó có ba sản phẩm này thì em phải tính giá thành của ba sản phẩm đó. Như vậy muốn tính giá thành của ba sản phẩm đó thì em phải có 621 của ba sản phẩm đó. Đó, em có 621 của ba sản phẩm đó chưa? Dạ rồi. Rồi như vậy nhiệm vụ của em là 622 và 627 nè, hai cái này, hai số này có nè, em phải tách, em phải tách cái 622 cho từng sản phẩm và 627 cho từng sản phẩm. Tách bằng cách nào thì tụi em đang làm đây nè, đó là lấy tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu của từng sản phẩm, là lấy tỷ lệ của ông 621 của từng cái chia cho tổng nè, ra cái tỷ lệ là tụi em nhân lại trong số này thì nó ra, thì từ đó tụi em có cái đây là kết chuyển nè, 621, 622, 627 tụi em kết chuyển tổng chi phí nè, nó chính là 154 đó, tụi em kết chuyển ra số này. Rồi từ đó tụi em lấy đây là 154 mà cái đây nó hoàn thành đúng rồi nha, 154 cái đây qua 155 đúng rồi đó, 154 cái đây tụi em nó qua 155 vì không có sản phẩm dễ dàng mà, nên nó từ 154 chuyển qua 155 luôn rồi đó. Tụi em lấy cái này tụi em chia cho cái số lượng sản phẩm hoàn thành thì nó ra giá thành. Đây em coi số, đây là em lấy cái này, này em chia cho số lượng sản phẩm hoàn thành của mình là cái D này, cái D 15 này, đây D 15 đây. Rồi hiểu không? Đây là bảng tính giá thành của những công ty dịch vụ kế toán tụi em đang làm, có đúng không? Có đúng không? Ý là bảng giá thành này đúng hay sai? Sai. Sai sao đúng? Đây là hai sai nè. Thứ nhất là số này là không đúng nè. Cái thứ hai nữa là không có sản phẩm dễ dàng là không đúng nè. Cái thứ ba nữa mà tụi em ghi ghi nợ số 21 có 152 ghi ghi chỗ này nè. Tụi em đang tính cái này là theo định mức là không có đúng. Bằng định mức nhân cho số lượng sản phẩm hoàn thành là nó không theo thực tế. Số lượng tụi em ghi, tụi em mà làm giá thành đúng với tụi em ghi cái này nè, nhiệm vụ này là phải theo thực tế, em phải hiểu, phải theo thực tế xuất đúng đúng được. Chứ còn mà tụi em đang làm trên đây là tụi em đang làm trên cái số tụi em tự ghi ra mà nó đâu đúng thực tế đâu, tụi em đang làm đây không phải là tự tự biên tự diễn hết nè, đâu có can thiệp gì của ông sản xuất vô đâu, sao đúng được, hiểu không? Tôi nói để cho em hiểu được cái bản chất nó là như vậy đó, hiểu chưa? Nên tụi em làm dịch vụ kế toán là chỉ làm như thế này thôi, mặc dù là biết nó không đúng nhưng mà chỉ có cách này thôi chứ không còn cách nào khác, hiểu không? Ok.
Vậy cái giá đó, cái giá đó em chưa hiểu lắm, là ý Giá là nào, giá nào, giá thành ấy hả? cái giá thành đó mà mình ước tính vậy sao nó khớp với phía giá bên công ty được không? Phí giá là phí nào, là giá của công ty, giá nội bộ hả? Dạ. Ủa, ước để làm cái gì? Không bao giờ khớp. Ý là sau khi mà em làm xong em so sánh giá nội bộ hả, Yeah. để làm cái gì, đâu có giải quyết được gì đâu, không giải quyết được gì hết. Trừ khi nào tụi em đang làm như thế này nè, tụi em có giá bán, giá bán là luôn luôn là đúng đúng không? Yeah. Ví dụ giá bán ở chỗ này em vô hôm nay là 5.000, này 6.000, này 7.000. Bây giờ em xem nè, giá bán nó là thế này thì trong đầu của tụi em làm là giá thành nó phải nhỏ hơn giá bán, đó là cái đầu tiên ấy nè, được không? Chứ tụi em làm giá thành một hồi nó lớn hơn giá bán đúng mà chết. Rồi cái đó là trong đầu. Bây giờ là giá thành mà nhỏ hơn giá bán rất là đơn giản thôi, có vấn đề gì đâu. Thì mấy số này tụi em tự cho hết mà, tự cho nè. Em dồn kỹ đi, bây giờ toàn bộ những cái số liệu ở trên đây em dồn kỹ đi. Cái này tự em tụi cho, tự tụi em cho nè. Em đồng ý quan điểm được không? Cái này tụi em dựa vào hóa đơn đầu ra tụi em viết vào. Được chưa? Từ đó em cứ dựa vô đây nè, dựa vào ai, em nhân cho cái định mức này. Như vậy định mức này em điều chỉnh được không? Được. Thì em điều chỉnh thì để em canh số này nó nhiều hay ít, là số này nè, nó ra con số này là nhiều hay ít nè. Vậy ba cái con số màu đỏ nè tụi em tự chỉnh được không? Đó, ví dụ khi mà em làm em tự chỉnh thì hồi cái giá thành đây cũng phải là em tự chỉnh chứ còn nữa. Nếu mà hồi em tính ra hồi số này mà nó là 9.000 thì em sẽ chỉnh lại đúng không? Đơn giản mà, cái đây tụi em tự chỉnh rồi, hiểu chưa? Đây là bản tính giá thành của những công ty dịch vụ kế toán tụi em đang làm rồi. Ok, để tôi gửi lại cái bản này cho em. Cái này rồi, bây giờ mình học bài bản nè, bây giờ học bài bản nha. Em phải hiểu về cái bản chất đúng đó đã, từ đó em mới làm. Như vậy theo em á, nếu mà em vào để vào một công ty em muốn tính, thôi trước khi nói cái đó thì bây giờ tôi ví dụ cho em cái này. Ví dụ em ra chợ em mua 10 kg cam là hết 100.000. Vậy đây là tổng chi phí. Để hỏi 1 kg cam là bao nhiêu tiền? 1 kg cam. Đó là em đang tính giá thành của 1 kg cam là bao nhiêu? Bao nhiêu em? Chính 1 ký cam á thầy, Ừ. 1 ký cam Là lấy số nào chia số nào, đọc số đi. 100 chia cho 10 là 10.000 À. ký. Như vậy muốn tính được giá thành thì phải làm sao? Muốn tính được giá thành thì phải có cái gì? Muốn tính được giá thành của một sản phẩm. Có số lượng. À, thứ nhất là phải có số lượng. Số lượng gì? Số lượng gì? Số lượng sản phẩm. Số lượng sản phẩm hoàn thành trong cái tháng đó được không? Bộ phận nào cung cấp? Sản xuất. Đúng rồi.
bộ phận sản xuất theo mẫu biểu mà kế toán thiết kế, có chữ ký của trưởng bộ phận sản xuất và người lập. Cung cấp vào cuối mỗi tháng. Rồi. Tiếp đi em, biết cái gì nữa nè? Chi phí Thứ hai là biết cái gì nữa? nguyên vật liệu. Nói cái tổng trước đi, trước khi mình đi vô cái chi phí nguyên vật liệu để mà làm ra một sản phẩm á, nó có mấy yếu tố chi phí? Ba. 6.1, 6.2, 6.7 đúng không? Yeah. Như vậy bây giờ em nhìn trên đây đi. Nguyên cái 100 đây có phải là 6.1, 6.2, 6.7 không? Vậy là phải biết cái gì? Trị giá sản phẩm gì hoàn thành được không? Trị giá sản phẩm hoàn thành trong kỳ của cái sản phẩm mà cần tính giá thành được không? Công thức của nó, công thức cái chỗ này nè, mình tôi nhắc lại nha, cái này là mình đang tính giá thành của một sản phẩm thôi à. Giống như là cái nãy cái chai nước, cái chai xịt mũi vậy đó. Vậy đố em quay lại bài toán cái chai xịt mũi này, ví dụ như tháng 1 2023 tôi tồn 3 chai, tương ứng cái tồn 3 chai đó nó chính là 1 năm 4 đầu kỳ đúng không? Rồi thì cái tồn 3 chai tháng 1 này chắc chắn là nó sẽ hoàn thành trong tháng 2 đúng không? Như vậy để hoàn thành á thì nó phải tiêu hao tiếp tục 6.1, 6.2, 6.7 nữa đúng không? Như vậy là phải có 1 năm 4 phát sinh trong kỳ. Đó chính là 6.21, 6.22, 6.27 phát sinh trong kỳ. Đúng không? Như vậy đâu cái 6.1, 6.2, 6.7 phát sinh trong kỳ nó làm cho ba cái chai đầu kỳ này và đồng thời nó làm cho 10 cái chai sản xuất ra trong kỳ nữa. Hiểu không? Như vậy 1 năm 4, như vậy cái 6.2, 1.6.2 phát sinh trong kỳ nè là đố em nó làm cho bao nhiêu chai? 13 chai. Đúng rồi, 13 chai. 13 chai. Nhưng mà cuối tháng bộ phận sản xuất đó á là có 4 chai dở dang. Như vậy hoàn thành bao nhiêu chai? Đúng Chai. rồi. 3 chai đầu kỳ cộng cho 10 chai phát sinh, tồn cuối là 4 chai. Như vậy hoàn thành là 9 chai. Nó em phải hiểu về bản chất như vậy đó, từ đó em mới biết được cái cách làm. Chứ em không biết được cái gì luôn thì sao mà em biết làm được. Hiểu không? Đôi lúc em ngồi em phải phân tích với lại mấy người mà đang làm với em. Ủa em tính như thế này em ghi nợ 6.1 có 1.2 em theo định mức vậy đó đúng rồi chị. Bây giờ biết làm sao? Chỉ có cách đó thôi chứ theo em cách làm sao? Như vậy là từ hôm bữa giờ mình tính giá thành như vậy á, em là ông thuế vô em hỏi chị đâu có giải thích được đâu. Đúng không? Chị làm giá thành chị có biết được cái công ty mình cái sản phẩm nó gồm những nguyên liệu nào hoàn thành không? Chị cũng chưa thấy mặt mũi nữa.
Vậy sao mai mốt giải thích với thuế? Vậy mai mốt thuế xuống nó bắt bẻ mình định đâu giải thích được đâu. Mình không giải thích được thì cũng mày nó ấn định thuế mình. Vậy cái công sức của mình làm cũng không có giá trị luôn. Ủa tôi nói không? Ông thuế cũng giống như mấy ông công an ấy. Ông công an có ông không ăn tiền. Ông công an có ông không ăn tiền. Và ông công an có ông ăn tiền, đúng không? Em công nhận tôi điều nào không? Nếu mà ông công an mà ông không ăn tiền, tức là những ông công an đó ông làm đúng thì ông thuế như vậy thôi. Vậy ông thuế nào ông không ăn tiền, tức là ông thuế ông đang làm đúng. Ông làm đúng thì ông hỏi mình mà mình không biết trả lời, tức là mình làm sai thì ông ấn định thuế. Vậy số liệu của mình sai thì không không thể nào mà kiểm tra được. Số liệu của anh làm sai thì sao tôi kiểm tra? Ok. Đó, vậy bây giờ quay chỗ này là chính là bốn chai. Vậy bây giờ em nói trị giá hoàn thành nè. Nó bằng 1,54 đầu kỳ của ba chai cộng với 1,54 phát sinh trong kỳ của 10 chai mà nó hoàn thành 9 chai. Như vậy mình phải trừ vô cái gì? Như vậy theo em cái trị giá hoàn thành của 9 chai này nè là nó bằng 1,54 đầu kỳ cộng 1,54 phát sinh trong kỳ, mình phải trừ ra cho mấy chai? Đúng rồi, trừ cho 1,54 cuối kỳ đây của 4 chai. Cái đầu kỳ này á, nó là của 3 chai. Rồi cái 1,54 phát sinh trong kỳ là của 10 chai. Rồi. Mà hiểu không? Nhưng mà nếu mà ví dụ như theo em, cái công ty mình nó sản xuất á, khi mà nó đưa nguyên liệu ra nó làm, ví dụ như là em làm cái công ty gỗ đi, thì người ta mua một cái mét cái mua cái gỗ về á, là cái gỗ đó mà đưa vào để làm ra một cái bàn á, thì người ta đưa cái gỗ nguyên liệu vô thì nó cắt ra thì nó còn có phế liệu không? Phế liệu sản phẩm hỏng có không? Sản phẩm phụ là những cái mạt cưa rồi có không? Đó. Vậy em phải trừ nó ra. Vậy em phải trừ tiếp tục cho nó gì? Sản phẩm phụ, phế liệu thu hồi, trừ cho sản phẩm hỏng. Hiểu hiểu ý tôi nói thế nào? Đó thì nó mới ra của 9 chai đó. Như vậy có số lượng sản phẩm hoàn thành, có trị giá sản phẩm hoàn thành, thì cái bước số 3 em tính cái gì, tính ra được cái gì, tính được cái gì em? Giá thành. Đúng rồi, tính được giá thành một sản phẩm. Giá thành một sản phẩm ở đây nó sẽ bằng trị giá sản phẩm hoàn thành tại mục số 2 chia cho số lượng sản phẩm hoàn thành mục số 1. Rồi được không? Ok không? Được chưa? Như vậy bây giờ em dòm ở trên đây nè, bây giờ mình dòm nè. Tính một sản phẩm thôi nha cho dễ nha, mình học cái dễ trước đã. Bây giờ em dòm ở trên đây nè. Cái số 1 này là có dễ dàng không? Rồi bây giờ mình qua cái số 2 nè, bây giờ em xem nè, cái số 2 nè hơi bị phức tạp một tí nè. Bây giờ cái số 2 á, cái đầu kỳ á là nó phụ thuộc vô cái cách đánh giá sản phẩm dở dang của cái công ty mình áp dụng. Tức là bốn chai này nè, bốn chai nè là có phải là cuối kỳ thì nó trở thành đầu kỳ của tháng sau đúng không? Vậy tôi đố em cái bốn chai này là mình phải
tính ra nó bao nhiêu tiền trước trước khi mình tính giá thành của một sản phẩm ấy nè, mình phải tính cái trị giá sản phẩm dễ dàng là bao nhiêu tiền. Thì bây giờ cái chỗ đây là bài toán giải quyết này, giải quyết tại mục số 2, giải quyết tại mục số 2 nè, là bước 1 là phải biết số lượng sản phẩm dở dang cuối tháng. Cái này ai ai cung cấp? Bên Đúng rồi, bộ phận sản xuất luôn, bộ phận sản xuất cung cấp theo mẫu biểu kế toán thiết kế. Em viết lại đi để cho em thuộc. có lát này gửi cho em cái bản này. Gửi thì gửi, nhưng mà ý, cái cách học á tôi đã học rồi, tôi biết. Nghe là một cái nè, viết là một cái, học nữa nè, hiểu không? Chứ còn nghe không là không ấy, là không có nhớ đâu. Em viết theo ý của em viết đó, tức là em vừa viết và em vừa nói ra, tức là một cách học bài nó rất là nhanh. Không, tôi nói thiệt mà, đó là cách học á. Chứ em nghe em cũng quên rồi, tôi thiệt luôn. Phải biết số lượng sản phẩm dở dang cuối tháng bộ phận sản xuất cung cấp theo mẫu biểu kế toán thiết kế cùng với số lượng sản phẩm hoàn thành. Phải có chữ ký luôn nha, phải có chữ ký của bộ phận sản xuất. Bây giờ tôi đố em nè, tôi đố em, đố em cái bốn chai này nè, để nó dở dang, nó dở dang có thể là nó chưa gắn cái giò lại cái nắp đi, đúng không? Ví dụ đi, theo em á, nếu mà mình làm ở một công ty á, cái sản phẩm dở dang á là nó ví dụ công ty mình sản xuất cái chai nè, theo em một cái sản phẩm dở dang nè là nó dở dang giống nhau hết không, hay là dở dang khác nhau? Khác nhau. Nếu mà làm cái chai này á, theo tôi nghĩ nha, nó phải đôi lúc đó, nó chai này nó quá là đơn giản nên tôi nghĩ là nó giống nhau. Còn ví dụ như em làm mà quần áo á thì nó chia theo từng cái công đoạn nên cái dở dang có thể nó khác nhau. Còn tôi nghĩ cái chai này tôi nghĩ nó giống nhau, hiểu không? Quần áo nó phức tạp, em thấy khi mình vào công ty á thì cái đầu tiên của mình đó là mình phải tìm hiểu quy trình sản xuất cái đã, tí nữa tôi sẽ nói sau. Mình phải xuống xưởng, mình phải ngồi với ông quản đốc quan xưởng, cái ông mà sản xuất ra sản phẩm á, mình ngồi nói kêu ảnh viết lại cho mình cái quy trình sản xuất, rồi từ đó em mới kêu anh ơi anh dắt em đi xuống cái xưởng em xem cái quy trình mà anh vừa mô tả đó để cho em xem, rồi từ đó nó mới mường tượng trong cái đầu của mình gồm chi phí gì phát sinh, rồi từ đó về lại cái phòng kế toán của mình á mới viết lại cái cách làm, cái gì chưa rõ nữa thì đi xuống gặp ổng nữa, hiểu không? Cái đó mới tính giá thành. Nếu mà tính giá thành mà cứ ngồi trong phòng máy lạnh không không có tính được, hiểu chưa? Cái gì mình phải thực tế mình mới làm được. Vậy giờ quay lại bài toán này, bây giờ mình nói cái bốn chai này này là dở dang này, thì để làm ra cái dở dang này á, theo em nó cũng phải có ba cái yếu tố chi phí này chứ, đúng không? Chứ không thể nào mà nó có một cái này không là không có đúng, đúng chưa? Dở dang là như vậy.
Như vậy á là bước số 2. Hậu anh cái bước số 1 cái chỗ này nè. Cái bước số 1 cái chỗ này nè. Thì khi mình làm ra một cái sản phẩm như vậy á là mình biết cái sản phẩm dễ dàng mặc định của nó có ba cái yếu tố này. Nhưng mà để cho cái công việc tính giá thành của mình nó đơn giản á thì mình nói cái sản phẩm dễ dàng này nè là nó chỉ có 621 thôi. Thì cái cách này được sử dụng khi trong một để làm ra cái giá thành của một cái sản phẩm này nè là cái ông 621 nè ổng chiếm tỷ trọng lớn, hiểu không? Ví dụ như giá thành của cái này là 10.000 nhưng mà cái ông 621 nó chiếm 7.000 rồi, hiểu chưa? Như vậy là bây giờ mình qua bước 2. Bước 2 chỗ này nè là mình phải đánh giá sản phẩm dở dang bao nhiêu tiền theo một trong hai cách sau, trong ba cách luôn, theo một trong ba cách sau. Cách một nè là nói sản phẩm dở dang chỉ gồm 621, tức là đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyên vật liệu trực tiếp, áp dụng cho công ty có trong công ty mà giá thành tỷ lệ 621 chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành, chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành. Rồi thì cái công thức của nó rồi, hiểu chỗ này không? Nói tiếp nè, hiểu cách một này không? Còn Hiểu cách một này không? Hiểu đúng không? Khi mà mình làm ở một cái công ty nào đó mà mình đã hiểu cái sản phẩm đó rồi á, mình hỏi ông chủ, mình nói ông chủ ơi, ý là mình làm full time với một công ty nha, tôi đang chỉ cho em về cách tính giá thành thực tế khi mình làm một công ty mà full time nó rất là phức tạp chứ nó không có đơn giản là cái file định mức nãy đâu. Em mà làm được kế toán giá thành của một công ty á, là em sẽ dễ dàng tiếp cận ở kế toán tất cả các phần hành khác. Trong tất cả kế toán từ phần hành, ví dụ như kế toán thanh toán này, kế toán thanh toán là liên quan tới tiền 111, 112. Ý là trong phòng kế toán mình á, nó có một ông kế toán thanh toán, ông đó cũng rất là quan trọng vì ông đó liên quan tới kiểm tra chứng từ đầu vào. Hiểu không? Rồi xong. Sẽ có một cái ông kế toán nữa là ông kế toán, cái đó là đầu vào nha, đầu vào là ông kế toán thanh toán. Rồi xong sẽ có một cái ông kế toán nữa là ông kế toán xuất hóa đơn đầu ra, kế toán bán hàng mà theo dõi công nợ phải thu, hiểu không? Rồi có một ông kế toán nữa là ông kế toán kho, rồi có một ông kế toán nữa là ông kế toán giá thành, có một ông kế toán, ông kế toán tiền lương. Ví dụ nó đẻ ra nhiều kế toán ăn thua, công ty mình nó có nhiều nghiệp vụ hay không? Nếu mà công ty ít nghiệp vụ thì có một hai kế toán thôi kim, còn công ty mình mà nhiều nghiệp vụ thì kế toán rất là nhiều. Thì nếu mà em làm kế toán giá thành được rồi á thì em tiếp cận với lại kế toán nó khác nó dễ hơn. Thì lúc đó khi mà một người làm kế toán trưởng á, hay là kế toán tổng hợp á là em phải kinh qua hết kế toán từng phần ngành trong công ty thì em mới lên được kế toán
tổng hợp và kế toán trưởng, hiểu chưa? Thì khúc đó em mới hình dung ra được cái quy mô trong công ty của mình nó cần bao nhiêu kế toán, thì từ đó em mới dễ dàng em điều phối phòng kế toán của mình, hiểu không? Đang chỉ em mai mốt ví dụ em làm full time công ty nó là như vậy, còn em làm dịch vụ kế toán em chỉ khai báo thuế thôi, hết, nó không có giải quyết được cái gì đâu nha. Và làm dịch vụ kế toán này rất là mệt, mệt lắm, làm hồi mình cũng không, nó mệt. Thường thường những cái người mà làm dịch vụ kế toán người ta làm cũng chừng 1-2 năm người ta nghỉ, được chưa? Còn những bạn nào mà yêu nghề lắm á, yêu nghề tức là yêu yêu mà tranh luận với thuế rồi thì khu đó sẽ theo dài. Còn bạn nào mà ngại va chạm không thích tranh luận rồi thôi làm 1-2 năm thôi. Mấy tháng nó nghỉ rồi. Mấy tháng nghỉ, thứ nhất nghĩ là ủa sao kêu rồi mình làm nó tùm lum tà la như thế này, cho em thấy nó làm sao á, không có từ khó Tôi bạn thấy cái chỉ chịu nổi. nghĩ. Rồi tiếp nè, thường thường á, hiện tại dịch vụ kế toán của mình nha là đại đa số làm trên Facebook á, trên Facebook mà em hay thấy, ví dụ trên Facebook em thấy mấy cái nick này nè, cái nick mà nó ghi là kế toán gì á, là em biết nó là cái gì không? 4.0 rồi. Không không, mấy bạn ví dụ như bạn mới ghi là kế toán, ví dụ như KT, ví dụ vậy đi, ví dụ này. KT Cái đó, đó ví dụ khó đây quá. là Huyền Vi kế toán nè, ví dụ vậy đây, ví dụ bạn này tức là những cái bạn này á, bạn đang làm ở một cái công ty, hiểu không? Và bạn làm sao làm thêm dịch vụ kế toán, nhưng mà làm đó là không không đúng về quy định pháp luật nha, tức là cá nhân không có chứng chỉ hành nghề là không có làm được đâu nha. Và ở Việt Nam của mình nó tồn tại cái này rất là nhiều, hiểu chưa? Nhận hồ sơ thêm về làm đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, thì đó, nhận hồ sơ đem về làm thì chỉ làm như vậy thôi, và là mấy công ty gia đình rồi đó, thì mấy công ty mà mấy anh mà anh mới khởi nghiệp rồi đó, anh ra anh làm rồi. Tiếp như vậy, cách một đây là mình đánh giá cái sản phẩm dở dang, đây là nó bao gồm chỉ có nguyên vật liệu thôi, còn cái 622 và cái 627 đây nè là nó không còn tồn dở dang, thì lúc này nó sẽ đi vào 155 hết, nó đi vào thành phẩm hết rồi, được không? Thì cái lúc này cái công thức của nó nè là trị giá sản phẩm dở dang đó nha, là trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo cái cách một này nè, nó bằng 154 đầu kỳ cộng 621 phát sinh trong kỳ. 154 đầu kỳ, đây là 154 đầu kỳ là đánh giá theo nguyên vật liệu trực tiếp, được không? Mình chỉ cộng cho 621 phát sinh trong kỳ thôi, không có cộng 622 và 627 được. Rồi bắt đầu mình mới chia, cho gì, số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Trong trường hợp đây là nếu mà số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ là em chia cho mấy, nếu mà trong trường hợp đây là số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ là mình chia cho mấy, Chưa chính. đúng rồi, cộng cho số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ đó, thì cái tử số đó từ nãy giờ mình làm như vậy á, thì nguyên cái mớ bong bong đây nè thì nó ra một cái tên gọi là cái gì,
ví dụ như em lấy này em chia như vậy thì nó ra cái tên gọi là gì nè? giá của Đúng rồi, nó ra giá của một đơn vị sản phẩm dễ dàng, hiểu không? Rồi từ đó mình mới nhân cho cái số lượng sản phẩm dễ dàng đó, thì nó ra trị giá sản phẩm dễ dàng cho 4 chai, được không? Ok chưa? Bây giờ qua cách hai. Cách hai nè, bây giờ cách hai á là cái sản phẩm dở dang này là nó bao gồm 3 yếu tố chi phí luôn, số 1, số 2, số 7 luôn. Thì nếu mà mình đánh giá cái dở dang này gồm 3 cái khoản mục đó luôn á thì cái cách làm nó sẽ chuẩn hơn, hiểu không? Em có công nhận không? Thì sản phẩm dở dang thì nó mới bao gồm 3 khoản mục đó thì nó mới ra sản phẩm dở dang chứ. Chứ tự nhiên muốn có sản phẩm dở dang à, nó phải có tác động của con người, nó phải có tác động của máy móc nó ra dở dang chứ, tự nhiên ra dở dang. Như vậy là cái dở dang đó nó phải có 6 hay 1, 6 2, 6 7 thì nó mới đúng được. Thì trong tình huống số 2 này là cách 2 này là đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn toàn tương đương. Tức là cái sản phẩm dở dang gồm 3 khoản mục chi phí là 621, 622, 627. Được chưa? Lúc này 100% cái sản phẩm dở dang phải biết được cái mức độ hoàn thành là bao nhiêu phần trăm của cái sản phẩm hoàn thành, bao nhiêu phần trăm của cái sản phẩm hoàn thành. Đây là bộ phận sản xuất phải báo cáo ước lượng. Rồi, được chưa? Ví dụ như vậy nè, đó tức là em sẽ thiết kế cái mẫu này, em kêu người ta điền vô và người ta ký tá ở đây rồi, được không? Cái này gọi là ước lượng nè, hiểu chưa? Như vậy bây giờ quay lại cái bài toán hồi nãy, ví dụ như nãy em nói vậy đi, ví dụ cái sản phẩm dở dang này em nói là nó không thể nào mà nó dở dang giống nhau hết, nó dở dang có thể là có cái 20%, có cái 30%, có cái 40%, thì không thể nào mà tách riêng như vậy được, người ta phải gom là 50 sản phẩm này với mức độ trung bình là bao nhiêu mới tính được, hiểu chưa? Chứ không thể nào là 10 cái là hoàn thành 30%, 30 cái là hoàn thành 35%, không có thể làm như vậy được, mà ấy cái chung vô được không? Ước lượng mà, tương đối mà. Kế toán không phải là tuyệt đối nha. Kế toán có những cái số liệu là nó ước lượng thôi chứ nó không có chính xác 100%. Ví dụ như cái gì nè, đây giá thành ước lượng, nếu mà em đánh giá sản phẩm giá gian này thì cái con số này nè là ước lượng, và ước lượng thì nó đâu chính xác,
nó không chính xác thì dẫn tới cái sản trị giá sản phẩm dở dang này nó cũng đâu chính xác 100%, gọi là hợp lý thôi, hợp lý, hiểu không? Em có hiểu ý tôi nói không? Nên em mà nghe những cái bạn mà kế toán là nói đúng chính xác, không có đúng, kế toán là không có dùng từ đúng chính xác, kế toán là dùng từ hợp lý. Ví dụ như bây giờ em không tin, ví dụ em mua cái laptop về đi 20 triệu, em khấu hao 2 năm. Ủa khấu hao 2 năm em dựa vào đâu? Có phải em ước tính không? Mai muốn cái bạn kêu bạn kế toán khác bạn làm ấy, bạn mua cái laptop luôn, bạn khấu hao 5 năm. Thấy không? Khấu hao 2 năm để khác, khấu hao 5 năm để khác, nên mấy cái đó gọi là ước tính. Rồi tiếp à, như vậy nếu mà mình làm theo cách hai này á thì cái trị giá sản phẩm dở dang nó bao gồm 3 khoản 1. Có một thứ nhất là 621, có một thứ hai là 622, có một thứ ba là 627. 3 khoản 1 này mình phải tính ra 3 cái rồi mình mới cộng 3 cái này thì nó ra trị giá sản phẩm dở dang. Như vậy cái 621 ở chỗ đây nè là nó giống y hệt như công thức ở trên này, được chưa? Để 621 này mình sẽ bằng y hệt như cái này luôn. Đây 621 đó, y hệt như cái này. Còn cái 622 và 627 á thì mình sửa lại cái chỗ này, 154 nè, 154 đầu kỳ của 621. Đây là 154 đầu kỳ của 621. Và thì bây giờ cái này là 154 đầu kỳ của 622. 154 đầu kỳ của 622 cộng 622 phát sinh trong kỳ, chia số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ cộng số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ. Lúc đây mình mới nhân cho mức độ hoàn thành. Rồi chỉ số này mình cũng nhân cho mức độ hoàn thành. Em ghi đi, hiểu không? Nó công thức thôi. Đó, nó chỉ khác nhau ở chỗ cái mẫu số này. Mẫu số là số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ nha, mức độ hoàn thành đó, nó khác nhau chỗ đó thôi. Rồi ok không? Đó, ví dụ như trong cái tình huống này mà ví dụ như là 4 chai này đi, và cái mức độ hoàn thành của nó 50%, thì ngay chỗ cái 622 và 627 nè, thì ngay chỗ đây cái số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ nè, em nhân thêm 40%. Rồi được không? Ủa mới đầu cái em nói, ủa tại sao cái 622 này mình không có nhân? Ủa em nhân cũng được, không có ảnh hưởng gì, mình làm sao mình tự cảm thấy nó hợp lý thôi. Em nhân cũng được nha, vì sao phải nhân? Nhân thì nó mới ra được cùng một cái đơn vị tính là số lượng sản phẩm hoàn thành, tại cái đơn đây là số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ mà nó hoàn thành có 50% thôi, nên mình nhân cho 50% thì nó mới ra tương ứng với lại bao nhiêu sản phẩm hoàn thành, hiểu không? Ý là nó nhân là như vậy, lý do như vậy đó. Rồi sau khi mà em làm hết rồi em cộng lại thì gọi là trị giá dở dang cuối kỳ, nó sẽ bằng 621 dở dang cuối kỳ cộng 622 dở dang cuối kỳ cộng 627 dở dang cuối kỳ đó, thì nó mới ra. Rồi bây giờ chúng ta qua cách 3. Cách 3 nè, đố em cách 3 nha. Khi mà em làm ở trong một công ty á,
nó có gọi là nó có giá thành định mức không, hay gọi là giá thành kế hoạch rồi đó, có không? Theo em có. Ví dụ như em làm ra cái chai này đi, em đang bán 10.000, tức là độ khi mà làm ra cái chai này có phải là nhiều nhiều công ty làm ra cái này không, chứ không phải một mình em đúng không? Ủa em có mở mic trong nhà nói không nghe gì vậy? Các cái loại nó nhỏ. Tác nghiệp. Ví dụ như em làm ra cái này thì công ty của em nó cũng làm ra cái này, và khách hàng cũng làm ra cái này, đối thủ cũng làm ra cái này, thì cái chai này giá thị trường 10.000 thôi. Thì công ty em mới khởi nghiệp thì không thể nào mà em kêu là đợi tính giá thành ra đã rồi tôi muốn quyết định giá bán. Em có công nhận tôi không? Em đã có một cái giá thành gọi là em kế hoạch rồi, gọi là giá thành kế hoạch rồi. Hiểu chưa? Thì cái đây là cách ba, là phải có giá thành kế hoạch. Là định mức. Thì trong cái giá thành kế hoạch và định mức này nó cũng có rõ luôn, 621 là bao nhiêu luôn, 622 và 627 là bao nhiêu luôn. Này ví dụ đây là 3, 5, đây là 3, đây là 2. Vậy giá thành kế hoạch của em là 10.000 hả? Rồi vậy em có giá thành kế hoạch rồi nè, được không? Thì em lấy cái giá thành kế hoạch từng khoản một đây nè, em nhân cho ở trên này, em nhân cho số lượng sản phẩm dở dang ở đây á, thì em nhân cho số lượng sản phẩm dở dang, nhưng mà nhân cho mức độ hoàn thành, hai ông này cũng vậy. Em thấy nó giống cách hai không? Giống, giống. Đó vậy. Đó, đây là ba cách mà chúng ta đánh giá sản phẩm dở dang. Giải quyết tại mục số 2 này, đây là đánh giá sản phẩm dở dang. À, tí nữa tôi gửi cho em cái này. Có 3 cách rồi. Rồi bây giờ em dòm tiếp với trong cái chỗ mục số 2 này. Là nó có sản phẩm dở dang xong rồi, và nó có thêm cái gì nữa? Em thấy nó có gì nữa em? Nó có gì nữa mà mình cần phải tính? Sản phẩm gì? Sản phẩm phụ nè, phế liệu nè, sản phẩm hỏng nè, đó mình phải tính cái này, mình phải tính cái này. Em có công nhận tôi là cái sản phẩm phụ rồi phế liệu sản phẩm hỏng đây nè là nó sẽ làm cho cái trị giá sản phẩm hoàn thành của mình nó bị giảm xuống đúng không? Đúng. Thì em phải tính ra. Như vậy mấy cái này tính á, là trên cơ sở là về mặt số lượng. Như vậy bây giờ cái chỗ đây nha, chỗ đây nha, là phải tính ra được trị giá phế liệu thu hồi sản phẩm phụ. Theo em cái sản phẩm hỏng mình trừ ra luôn, hay là mình tính sản phẩm hỏng nó là một sản phẩm hoàn thành? Em nghĩ là mình trừ ra chứ. Thì tùy em thôi, mình trừ ra không được, còn không mình tính nói chung nó thành một sản phẩm hoàn thành luôn, rồi sau đó mình xuất ra mình sửa chữa chẳng hạn. Nói chung cái đó cũng gọi là bình thường thôi, nên cái đó là cách làm. Ok, vậy phải tính ra chỗ này. Thì bây giờ em thấy là cái phế liệu là em sẽ ghi nợ 152 nè, phút đây là có, đối em có gì nè, phế liệu là em phải thu hồi nợ 152 có gì, còn sản phẩm phụ là nợ 155 có gì. Ê, sản phẩm phụ
Sản phẩm hỏng là cũng là nợ 155 sản phẩm hỏng. Có gì em biết không? Có 154. Dễ Giảm đi 154 đi đúng không? dàng. Đó. Thì cái này nó sẽ bằng là số lượng nhân với lại đơn giá. Cái này thì nó cũng bằng số lượng nhân cho đơn giá. Cái này cũng vậy luôn. Và đơn giá đây theo em là đơn giá gì? Đơn giá ước tính. Số lượng thì biết không? Số lượng biết không em? Biết Số lượng là kêu ông bộ phận sản xuất á, ông cũng làm mẫu biểu rồi kêu ông điền vô cho mình. Đơn giá ok này đơn giá ước tính luôn. Rồi, được không? Đây là ví dụ đơn giá ước tính nè, ví dụ như bây giờ em thấy em thu hồi phế liệu đi. Ví dụ đây là mặt gỗ đi. Ví dụ công ty em hôm bữa em nói là em làm ở công ty sản xuất gỗ gì đó. Thì em thấy ví dụ như là khi mình làm thực tế công ty á, người ta đưa nguyên cái thanh gỗ nguyên liệu vô. Người ta bào, người ta làm sao cho nó bóng đó, thì nó sẽ ra những cái mặt gỗ như vậy. Cái đó người ta gọi là phế liệu. Thì cái phế liệu đó nếu mà em bán ra ngoài á, thì cái bà da trai bà tới có mua được không? Thì em lấy cái giá đó đó, ví dụ bà kêu là 2.000 ký, bà kêu 2.000 ký, thì bây giờ bà kêu 2.000 ký, em lấy 2.000 ký em nhân số lượng cũng được luôn, hiểu không? Đó vậy đó, thì tương ứng như hai ông này cũng vậy, được chưa? Thì chỉ có ước tính thôi chứ không còn cách nào khác em, tại vì mấy cái này nè theo em mấy cái này nó nhiều hay ít? Đúng rồi, nó phải ít chứ, bây giờ mình làm cái sản phẩm chính mà mình kiếm mấy cái này nó nhiều thì sao được. Nên cái này nó ít nên nó gọi là không trọng yếu, trong kế toán của mình nó có thuật ngữ là không trọng yếu. Nên cái gì không trọng yếu mình ước tính được thì mình ước tính, rồi được chưa? Như vậy là cái số 2 này là em giải quyết được rồi nè. Đó, nguyên cái số 2 này. Đây, nguyên cái mớ một bông này em giải quyết được nè. Đó. Rồi ok không? Đây là để tính giá thành một sản phẩm đó, em phải làm là như thế này. Như vậy bây giờ em dồn kỹ trong đây nữa nè. Em dồn kỹ như mấy cái này nè. Em có sản phẩm hoàn thành của một sản phẩm rồi. Và cái trị giá sản phẩm hoàn thành trong kỳ là của sản phẩm cần tính. Như vậy trị giá sản phẩm hoàn thành của sản phẩm cần tính nó là cái công thức này, thì theo em cái 621, 622, 627 là của ai? Của sản phẩm ngoài ngành. Của cái sản phẩm cần tính luôn. Ví dụ như mình sản phẩm cái chai này thì phải là 621, 622, 627 của cái chai này đúng không? Như vậy bây giờ em, ví dụ công ty mình mà quay lại bài toán này, đây bài toán công ty này em giờ nè, công ty này có mấy sản phẩm? Ba sản phẩm. Đây ba sản phẩm, đây ba sản phẩm nè. Thì em thấy là công ty này ba sản phẩm thì nó có 621, 622, 627 của mấy sản phẩm Ba sản phẩm. nè, nó tách ra rồi, hiểu không? Cái cách như thế, cái cách mà tách như thế nào đó là một cái tùy theo cái phương pháp. Còn bây giờ em hiểu trong đầu của em á, muốn làm ra giá thành của một sản phẩm thì phải có 621, 622, 627 của sản phẩm đó. Đó là nguyên tắc, được chưa? Còn bây giờ mình đặt trong tình huống cái công ty mình làm ra nhiều sản phẩm thì bắt đầu mình mới chọn cái phương pháp mình làm. Ví dụ nè, ví dụ như mai mốt em làm ở cái công ty mà nó làm ra cái này và cái này, hai cái này,
này và cái này đố em mà làm ở công ty mà nó làm ra hai cái sản phẩm nó khác nhau như thế này, đố em dễ làm hay là khó làm, cách tính giá thành dễ hay khó? Dễ chứ sao khó. Bây giờ là muốn tính được giá thành của cái này, muốn tính giá thành được cái chai này mà muốn tính giá thành của cái ly này thì em phải có cái gì? Nguyên vật liệu 621, 62, 62 27 của hai sản phẩm của cái sản phẩm chai nước riêng và của cái ly riêng. Vậy theo em có tách được riêng 61, 62, 67 của hai cái này không? Tách được không? được, Tại sao được? tại vì mỗi cái nó khác nhau mà. Đúng rồi, cái ly này cái nguyên liệu riêng, cái này cái nguyên liệu riêng, như vậy 621 tách được thì 622 và 627, cho dù nó dùng chung thì cũng được tách, tách riêng. Đây em dùng kỹ nè, bây giờ em dùng cái công ty này đi, với công ty này em thấy là ba cái sản phẩm này nè là nó tách riêng được chưa, nó tách riêng 621 không, tách riêng được 621 nè đúng không, nè 621 em để kỹ nè, nó là công thức nè, nó thấy không, nó tách riêng được nè. Như vậy 622 và 627 này có phải là nó để dưới đây có phải là dùng chung không, dùng chung nữa, dùng chung tức là không có tách được, dùng chung tức là cái ông nhân công lâu 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 quá trong tháng đó 5 ngày ông làm cái này, cái 5 ngày ông chạy qua ông làm cái này gọi là dùng chung, hiểu chưa? Nhưng trong đầu của mình là mình phải tính ra được cái giá thành của cái chai này và giá thành của cái ly này, thì trong đầu của mình phải tách ra. Vậy tách ra nè, bắt đầu nó mới tách ra là nó sử dụng cái tiêu thức phân phân bổ, là nó lấy cái riêng nè, nó lấy cái riêng nè, nó lấy 25 triệu này của 621 này, của cái vỏ cái nó chia cho 93 triệu này, là của toàn bộ 621 phát sinh của ba sản phẩm, nó ra cái tỷ lệ rồi bắt đầu nó nhân cho cái dùng chung thì nó ra được cái riêng rồi, hiểu cái này không, hiểu không? Vậy em nói lại cho tôi, trong cái tình huống mà bây giờ em vô một công ty mà nó tính, một công ty mà nó làm ra một sản phẩm thôi thì cái cách tính giá thành của nó dễ hay khó? Y hệt như cái này mà tôi đang dạy, không khác này, y hệt như cái này. Rồi đây là tính giá thành của một sản phẩm, em làm y hệt như thế này là em sẽ làm được rồi, hiểu không? Bây giờ vô một cái công ty mà nó làm hai sản phẩm khác nhau thì cách tính giá thành dễ hay khó? Dễ, cũng y hệt như một sản phẩm không khác, vì hai sản phẩm khác nhau thì chắc chắn là nguyên liệu tách riêng được đúng không? Như vậy bây giờ rút ra một cái bài toán là em rút ra một cái bài toán là làm sao, nếu nếu gì, nếu 621 mà tách riêng được cho từng sản phẩm, không phân biệt công ty đó nó sản xuất bao nhiêu loại sản phẩm, nếu 621 mà tách riêng được thì giá thành rất dễ. Khúc đó 622 và 627 dùng chung thì chúng ta cũng tách riêng theo cái tỷ lệ của 621 rồi, hiểu không? Như vậy làm sao em biết được cái 621 nó dùng chung hay dùng riêng? Theo em, làm sao em biết được công ty đó là cái 621 đó nó tách được cho từng sản phẩm hay là nó dùng chung? Ủa em phải làm sao? Thì mình phải biết được cái nguyên vật liệu của từng sản phẩm nó là gì. Đúng rồi, mình phải đi xuống cái công ty của người ta, đầu tiên mình hiểu cái sản phẩm đó là cái gì và nguyên liệu đó là cái gì, rồi từ đó mình mới phỏng vấn người ta, mình mới hỏi ủa cái quy trình sản xuất của anh như thế nào, anh trình bày cho em xem được không? Khi mà xuất kho nguyên liệu ra, trên cái phiếu xuất kho hay là trên cái lệnh sản xuất đó, nó có ghi rõ là xuất nguyên liệu này để làm sản phẩm này hay không,
hiểu không? Tức là trên cái phiếu xuất kho hay là trên cái lệnh sản xuất á. Trên cái phiếu xuất kho hay trên cái lệnh sản xuất đó, nó sẽ ghi rõ, ví dụ công ty mình sản xuất cái này nè, trên cái phiếu xuất kho hay trên cái lệnh sản xuất đó. Như vậy khi em vào công ty em phải hiểu quy trình sản xuất ra sản phẩm nha. Thì em hiểu đúng rồi, em phải kêu người ta đưa chứng từ cho em xem luôn. Năm phút rồi. Đợi bữa sau học tiếp quá thầy ơi. Ok, thôi hẹn em thứ năm nha. Tuần này chắc em bận rồi thầy. Chị thứ bảy, thứ tư mai học được không? Thôi thôi mai chơi, mai cặn quá, khỏi đi. Thôi Mai vậy hôm nha. mốt bận chạy đường trường học lái xe. Ủa, học xe hơi hả? Dạ. Học lái xe hơi hả? Dạ. Ủa, thôi hẹn em vậy, hẹn thứ ba tuần sau nha. Chị thứ ba làm sao em thầy? Ok, rồi bye bye nha. Em cảm ơn ạ. Dạ, chào thầy. Thế như tôi gửi cái này cho.